Có một đứa bé nhỏ, thằng trai, chắc nó đang ngồi đâu đây, nhỏ dễ thương đó. Mỗi lần mẹ rửa chén là cứ ngồi ngay cái xào đồ. Xong mà mẹ kêu chào thầy đi con. Không, không chào đâu, không chào đâu. Xong rồi những đứa con kêu quạt nó xíu xíu. Những đứa nói nè con, cho con cái quạt, cho con món quà. Mẹ kêu lỡ lấy quà thầy cho đi con. Không, mẹ nắm tay dẫn con lỡ đi con mới dám lấy. Xong rồi một tay thì nắm mẹ, một tay thì dối lấy món quà như đứa tặng. Không, còn nhỏ sự nương tựa bình an nhất là mẹ mình. Vậy đó mà khi lớn lên mười mấy, 20 tuổi, có bồ hay có vợ, thì lúc đó không chịu đến gần mẹ nhiều đâu. Tại nghĩ mình đủ lông đủ cánh à, cũng bay đâu bay. Bây giờ đối với cái tình cảm của mẹ cha mình bị xa cách. Đúng ra nếu mình hiểu thì mình sẽ nhận thức được rằng ngày hôm nay mình được gì là nhờ công ơn của cha mẹ đã bồi dưỡng cho mình. Nên mình càng lớn khôn chừng nào thì bản thân của chúng ta càng thấy thương yêu cha mẹ mình nhiều chừng nấy. Vậy thì nó đúng, nó tình người, tình người nó quan trọng. Xong những đứa cho cháu món quà, cho xong mẹ kêu cảm ơn thầy đi con. Những đứa nó khỏi càng cảm ơn. Không phải lý do là cho món quà là để con cảm ơn đâu, khỏi càng cảm ơn chi. Cái âm thanh nãy là vừa duy trì nãy. Nên cái cảm tình tự nhiên cháu sanh với mình liền. Những bữa sau là gặp những đức là bé bé đến gần. Có những món đồ mình cho người ta mà đừng suy nghĩ gì, chứ không phải là cho để một lý do gì đâu. Không cần thiết chỗ đó. Cái này mình thích lo cho người ta, mình lo cho người ta, mình cho người ta, cho người ta, người ta đối xử với mình sao, kệ người ta. Vậy đó mà nó có sự cảm hóa cao độ. Cảm hóa. Nên mỗi một ban bệ nhớ kỹ, không phải mình cho người đó món đồ đó là để người đó làm việc cho mình, không phải đâu. Để mình kêu họ dễ làm việc, không phải đâu. Cái này là tôi lo cho bạn là lo cho bạn, còn cái chuyện tôi không lo cho bạn, bạn cũng phải làm. Đây là trách nhiệm. Nguyên lý tình người nó là như vậy. Đúng. Nhưng nếu trong cái tình người mà nói mình lo cho một người nào đó mình có dụng ý thì không phải. Cái tình người nó có dụng ý nó không phù hợp. Nhớ kỹ. Nên cái tình người mà nó có cái dụng ý này, dụng ý kia, dụng ý nọ về vật chất vô, những đức nó bảo đảm quý vị, này là giả, không có thật đâu. Không bao giờ thật. Mà nó không bao giờ tồn tại. Nãy như đức nói chuyện với một cô, như đức nói rằng mình sống làm sao mà để cho cái người sát bên mình họ kết luận cuộc đời mình. Mình sống làm sao cho người ở gần mình kết luận cuộc đời mình. Những đức nói cho quý vị nghe, thí dụ như giờ cái người bên cạnh mình không ai ở với mình, mà người xa lạ ở đâu người ta chạy đến chơi với mình chút đi về, dù có đông bao nhiêu nữa cũng là vô dụng. Đó là cái vị đã kết luận được con người đó rồi đó quý vị. Kết luận được người đó đó. Vì cái người bên cạnh mình nếu mà họ không chấp nhận mình là do hành động mình chứ không phải là do tại họ đâu. Nếu mình sống chân thật nhiệt tình với họ, họ không bao giờ bỏ mình đâu. Dù họ có ra đi cũng là một lý do gì, một cái chuyện gì đó chứ không phải là họ muốn xa mình đâu. Nên con người mình sống để cho con người bên cạnh mình để kết luận cuộc đời mình. Còn người ở xa không nói lên gì hết. Người ở xa là chỉ nghe qua trung gian thôi, khi đến gần rồi mới kết luận được. Phải nhớ kỹ điều này. Người bên cạnh mình mà sống với mình đều bỏ mình hết là mình nên xem lại mình, chứ đừng bao giờ đổ thừa cho họ. Nếu như mình sống có tình có nghĩa, không ai bỏ mình. Như câu chuyện mà anh hùng Lưu Sơn Bạc, Tống Giang có ai bỏ ông không?
ông không có tài gì hết chứ. Nhưng mà người dưới trướng ông là răm rắp nghe lời ông. Ông nói dòng dò, cứ răm rắp nghe lời ông. Nghe nói đến Tống Giang là người ta đều phải kính nể, tôn trọng. Cách đó nhân sự thế của ông, trọng nghĩa khinh tài. Người xưa người ta có nhiều người, người ta đặc biệt lắm quý vị. Có khi những đứa ngồi nói chuyện với các anh em trong chùa, những đứa nói một câu, với các cô những đứa nói. Cuộc đời mình có tu lâu, nhưng mà mình nên lắng nghe. Lắng nghe là trí tuệ. Mình mà không biết lắng nghe là mình ngu si. Có những cái mà người ngoài cuộc người ta nhìn giùm cho mình được, để người ta nói cho mình nghe, nên mình cần lắng nghe. Thí dụ như cái người này, người ta có giỏi, người ta có chế tạo ra một cỗ máy gì đi chăng nữa, cũng phải lắng nghe cái người sử dụng cỗ máy đó mới chế tạo ra cỗ máy đó. Chứ không phải mình nói mình giỏi là mình tùy tiện mình chế tạo đại một cỗ máy đưa ra bắt ta xài đâu. Không phải. Mà chúng ta phải lắng nghe người ta đang cần cỗ máy đó, như thế nào phù hợp để đưa ra cỗ máy đó thì người ta mới tiếp nhận. Nên mình dù có tu bao nhiêu chục năm đi chăng nữa, nhưng cũng phải lắng nghe. Cái lắng nghe là một hành động cực kỳ đặc biệt. Những cái gì người ta nói nên lắng nghe. Nhớ kỹ. Như cái cô kia, cô trị bệnh, cô nói những đứa nghe một câu, những đứa học liền. Cô nói rằng, con nghe thầy giảng, con trị bệnh cho người ta, là con điều khuyên người ta niệm Phật không hả thầy? Và con nói với ta một câu gì? Tôi trị bệnh cho các người hết bệnh là do cái phúc đức của các người còn. Nhưng khi cái tâm tôi trị bệnh cho các người, chúng ta cùng niệm Phật để cầu Phật gia hộ, sự từ bi của Phật che chở, nên căn bệnh mình khỏe mạnh. Là chúng ta tin nhau và tin vào nhân quả và tin vào phước đức. Khi những đứa thấy cô này, cô thích trị bệnh cho người khác lắm, rất thích trị bệnh cho người khác mà điều trị người khác niệm Phật không, thì như Đức khi ngồi nói chuyện với cô, như Đức nói rằng đúng rõ ràng cái gì yêu nghề mới thành công cô ơi. Như những Đức chia sẻ Phật pháp là yêu nghề, nên những Đức trở thành lão liệt luôn. Còn cô á, làm nghề trị bệnh như cô cũng mệt thấy ghê luôn, mà sao cô làm tối ngày, là tại cô yêu nghề đúng không? Nói dạ thưa thầy, con thấy người ta khỏe là con mừng lắm thầy, nên từ nơi đó mà con thích làm nghề này. Những Đức nói cô thích nên cô mới giỏi vậy đó, là do yêu nghề. Giống như mình thích niệm Phật là cho mình yêu Phật, chứ mình không yêu Phật sao mình niệm Phật, hiểu không? Còn mấy cô mà theo Những Đức là do mấy cô yêu Những Đức. Chứ yêu nó cái chữ thương, thương yêu là chuyện bình thường thôi. Không thương yêu sao đi theo người đó làm chi? Sống trong chùa đông gì bây giờ quý vị mỗi ngày gặp cái mặt Như Đức là quý vị ói. Vì thì vị sống đèn chi với Nhiễn Đức? Thấy mà thương thì mới sống với nhau. Trong một gia đình vợ chồng mà không thương nhau mà sống với nhau không khác nào là làm nhau đau khổ chứ được gì đâu, đúng không? Nên vợ chồng mà sống với nhau, thương yêu nhau mới sống với nhau. Mà thương yêu nhau phải hiểu nhau nữa kìa đó. Nên mỗi một con người mình sống ở trong cái cõi đời này, giữa con người đến với con người nó còn rất nhiều cái mà chúng ta phải cần bồi dưỡng cho nhau, rồi phải cần cảm giác, cảm nhận với nhau, rồi thêm một cái nữa là bản thân mình phải hiểu và thông cảm cho nhau. Tại vì mỗi người mỗi có một cái ý định chúng ta là đúng, ai cũng cho mình đúng hết, nhưng mà không chịu thông cảm những cái điều mà bản thân mình đang sống thì làm sao mà hiểu nhau được. Nên cái này là cái tình người nó quan trọng. Nên những Đức nói con người sống trong cuộc đời này ai cũng có cái sai, nhưng mà gầy dựng cái đạo làm người là cái cực kỳ quan trọng. Giữa con người đến với con người nên có cái tâm chân thật, thương yêu nhau, quan tâm lo lắng cho nhau. Vì bản thân mình cũng cần được sự quan tâm lo lắng, đã hiểu được nguyên lý đó thì tại sao mình không đem sự quan tâm lo lắng mà bản thân mình cần mà mình làm được để đến với người ta. Vị nhớ rằng là nhân cách làm người mà quý vị đặt để cho cực kỳ mạnh thì danh lợi quý vị sẽ có mà rất tồn tại.
Còn nếu như quý vị chạy theo danh lợi thì trước nhất là tổn âm đức và phước đức quý vị rất là nhiều. Nhưng quý vị mắc một cái rất lớn, đó là mắc tình người. Mà tình người đã mắc, đối với vị có danh lợi tồn tại. Và khi cuộc đời bị chết đi, tất cả danh lợi đều phải để là hết. Danh lợi phải để là hết. Còn quý vị cầm một đống nghiệp đi theo. Đây là chỗ đáng sợ. Quý vị biết rằng những đức đã từng gặp một người này tu hành. Ông có một số tiền rất lớn, ông để trong ngân hàng. Ông mới có năm mấy tuổi thôi, ông đột quỵ, ông chết với rất kỳ tử. Tất cả tiền cúng dường để đó đều là quy về hết, chứ không phải là quy về Tam Bảo đâu. Tại vì ông đâu có cho ai đứng tên với ông đâu mà quy về Tam Bảo. Chỉ có một mình ông. Khi xong rồi là xong quỷ. Không? Nên cuộc đời con người mình khi làm được cái gì nên làm. Đồng tiền người ta cúng dường cho mình nên làm cái gì thì nên làm. Vì cuộc đời nó rất vô thường. Mình đừng có gom cái đồng tiền cúng dường của người ta, mình gom để đóng. Chữ chỗ này cắt chỗ kia. Coi chừng. Lỡ cơn vô thường đến với mình bất tử. Cái lỗi lầm đó rất là lớn lao, tội lỗi đó rất là lớn. Nên những đức nói rằng chúng ta mà nuôi được nhiều con người là do chúng ta thích cho con người niềm vui, thích cho con người ăn cái ngon mặc đẹp. Quý vị chỉ cần mà thương người ta, cho người ta ăn ngon mặc đẹp là người ta theo bị đông à. Rồi lúc đó quý vị mới dạy đạo cho người ta được. Những đức nói 100%, nếu như ở đây mà quý vị không cho người ta ăn gì hết, bỏ bê người ta, người ta sống te tu tả tơ, quần không có bận, không có quần bận, có một cái vàng quắn lại. Cái quần nhỏ mà gách te tua may bao nhiêu lần. Có khi mà các cô mình bận quần mà như đứa đi một vòng cái sào, như đứa coi có những cô nào bận quần mà may nhiều lần không. Thấy nhắc nhở, thôi không bận được thì bỏ đi, tiết kiệm mà nó sanh ra bệnh còn tốn hơn cái quần. Nên đi một vòng thấy quần toàn là quần mới không à. Có một lần những đứa đi một vòng, những đứa thấy cái quần có ghi cái tên, tức dạch ra những đứa coi. Cái tên đó bây giờ mình cũng không tiện nói. Nó, thì thấy không? Đó là cái người trên quan tâm thương yêu con người bên cạnh mình. Khi mình thương yêu con người bên cạnh mình rồi thì con người bên cạnh mình sẽ dùng tình thương yêu của mình để đi dành cho cái người Phật tử về chùa. À. Mình không đem cái tình thương yêu cho người bên cạnh mình thì người thương yêu bên cạnh mình ai biết được tình thương yêu đó, họ được hưởng mà đi dành cho người ta. Bản thân họ chưa được hưởng tình thương yêu mà lấy đâu biết tình thương yêu đi che đi cho người khác, đúng không? Mình muốn cho người ta biết được tình thương yêu đến với người khác thì cái cảm nhận là người ta phải hưởng được tình thương yêu thì người ta mới biết đem tình thương yêu mình cho người ta để đi ban bố cho nhiều người khác. Một mình không thể nào đem tình thương yêu mà trải rộng được, chúng ta phải nhờ nhiều đôi tay để đem tình thương yêu mở rộng cho khắp cõi nhân sinh. Này quan trọng lắm quý vị à. Nghĩa là tất cả những gì chúng ta đến với người khác, người khác sẽ lấy đó để đến với người khác. Còn mình sống với một ngôi chùa mà một ông thầy ông ích kỷ nhỏ mọn thì người trong chùa sẽ học được cái tâm tính ích kỷ nhỏ mọn. Tại vì chính ông là thầy, tôi còn ích kỷ nhỏ mọn thì tôi sao mở rộng tâm. Thì biết vì sao thế giới cực lạc mà người nào cũng mở rộng tâm không không? Vì Phật A Di Đà ngày mở rộng đến mức cùng cực thì đệ tử của Phật A Di Đà ai mà hẹp hòi. Thì ngồi suy nghĩ đi, ví dụ như bây giờ người bên cạnh những đức họ không có học được cái gì phù phiếm cao siêu mà họ học chỉ được cái gì cố gắng chân thật nhiệt tình, họ không phải là quá tròn vẹn gì,
Nhưng mà họ được một cái bộ mặt tương đối, nhìn cũng thấy tội nghiệp. Đó cũng là hay đó quý vị ơi. Học Phật mà càng học mà thấy mình ta tội nghiệp, ta thương, là mình học Phật có kết quả đó. Thì người ta tội nghiệp là thương á. Chứ bây giờ người ta gặp mình mà ta nói dùng cái mặt thấy ghét, thì mình học Phật còn nói gì nữa chợ. Xấu đẹp gì không biết, nhưng mà ta vừa gặp mình mà ta nói nhìn thấy tội nghiệp quá là được rồi. Còn người ta vừa gặp mình nói thứ ghét đi ra, mặt không ưa vô, mặt như quỷ già so. Hiểu không? Thì vậy thì mình thất bại rồi, cái học Phật mình thất bại rồi. Tướng do tâm sanh, cái tâm mình sao mà ra cái bộ mặt mà ta nhìn ta không ưa. Thấy chưa? Học Phật á, đời đạo, đời mà còn cần người ta thương. Không chỉ đạo mà ta nhìn mình ta không thương, thì mình học ra cái gì kỳ cục vậy? Đó. Nên quý vị coi, ví dụ như bây giờ những ăn, những ngôn đồ, lên nói chuyện, những ngôn nói chuyện hôm nay gần 5.000 người ta coi, nói gì đâu. Những ngôn cũng gần 5.000 người ta coi, có gì đâu. Nói chuyện nhìn mắc cừ thấy tội nghiệp. Nhưng những ngôn bước vô tu hành thiệt là cảm ứng. Cảm ứng gì? Hồi đó mới vô tu 62 kg, bây giờ được 84 kg. Đúng không? Đó cũng cảm ứng chứ gì. Nhiều người ăn chay ốm nhơm ốm nhách, da bọc xương, con này tu mà bây giờ lên được 20 kg rồi còn gì mà không cảm ứng. Đó là ông nói cảm ứng xác thực. Thật sự quý vị thì mỗi một con người tu, ai mà không muốn cảm ứng xác thực. Cảm ứng xác thực là bây giờ chúng ta được đang ngồi đây, và chúng ta được ngồi nghe pháp được, chúng ta được đang cười. Dù hiện tại giờ này bao nhiêu con người đang ngồi quán cà phê nghiệp chân nói chuyện xàm bả láp, có những người giờ này đang ngồi quán thịt chó cầm cái đùi chó nghiêu ngao, có những người giờ này đang cầm cái dĩa thịt trâu ăn, thịt bò ăn, có những người giờ này đang nhậu nhẹt nằm ói tùm lum tùm la, có những người giờ này đang đánh vợ đánh chồng, có những người giờ này đang nghĩ bao nhiêu thủ đoạn để hại người. Còn chúng ta giờ này đang được nghe pháp, nghe đạo đức, thì đây cũng là quá cảm ứng rồi còn gì. Đúng không? Cảm ứng là gì? Cảm ứng là chúng ta có sự giao thoa giữa cái đường dây thiện cùng với thiện. Ứng là gì? Ứng là sự được ngồi bình yên như vậy để mà chúng ta học tập Phật pháp mà có nụ cười, đó gọi là cảm ứng xác thực. Đúng không? Ví dụ như bây giờ đoàn câu chuyện từ ở Vũng Tàu, mà bây giờ từng nào bà cũng giảng pháp, bà cũng lại ở đây, có nghĩa là cảm ứng. Còn nhiều Phật tử ngày Chủ nhật người ta về đây người ta nghe pháp niệm Phật là cảm ứng. Rồi lễ viếng Quan Âm khắp nơi nơi các tỉnh thành từ nước ngoài người ta về đây người ta lại Quan Âm là cảm ứng. Nếu như mà mình mà không cảm hóa người ta thì làm gì người ta ứng đến với mình. Cảm ứng đây là cảm ứng xác thực từ cái đường dây giao thoa đạo đức niềm vui mà đi về đây gọi là cảm ứng. Đúng không? Xác thực quá trời xác thực luôn. Còn nhiều người thì ta học Phật người ta không có nhìn cái cảm ứng nhân sinh, mà người ta nhìn cái cảm ứng gì á. Có cái bà đó tự nhiên bà gặp như đứa bà nói: thầy, hồi xưa giờ thầy niệm Phật á, thầy có bao giờ mà thấy Phật A Di Đà mà bay chéo chéo chưa? Như Đức nói 15 năm chưa từng thấy luôn. Cô có thấy không? Ngày nào cũng thấy. Nó Phật A Di Đà, bà thấy Phật A Di Đà sao? Ngài cầm kiếm, ngài bay dèo 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 dèo. Nhưng Đức nói bà gán nuôi cái mộng đẹp đó đi. Chàng ơi, Phật A Di Đà mà cầm kiếm bay dèo dèo, xưa chưa từng thấy luôn, mà đêm nào cũng thấy hết chứ. Làm gì mà đêm nào bà cũng thấy được Phật A Di Đà cầm kiếm bay dèo dèo.
Nó chắc là Phật A Di Đà là tiền bối dạy võ công như bà. Rồi nói nghe thấy ớt ghê. Phật A Di Đà mà cảm ứng mà Phật A Di Đà bay dèo dèo mà cầm kiếm nữa chứ. Xưa chưa từng thấy Phật A Di Đà mà cầm kiếm. Niệm Phật mỗi ngày nhìn Phật mà không biết cái tướng Phật đứng gì mà nói Phật cầm kiếm. Mệt mà thì ghê. Nó, cái cảm ứng ở trong nhà Phật là cái cảm ứng nhân sinh. Giống như cái thằng thông trong nhà Phật nói là năng lực sống và làm việc với con người. Nên từ nơi đó mà nhiều người ta nói thằng thông là bay. Con người mà làm sao phù hợp điều đó mà mới bị bay. Cái thằng thông trong nhà Phật người ta giảng thuyết ra là năng lực á, là con người có sự kiên nhẫn, nhiệt tình hết mình, có năng lực để phục vụ chúng sanh, đó là thằng thông đó. Đúng không? Nên mỗi một người mình nghe pháp á, mình phải đem văn tự làm sao áp dụng đủ đúng vào nhân sinh, thì cái điều chia sẻ bọc pháp mình ta nghe sẽ có lợi ích rất lớn. Nên những đức nói mình càng tu làm sao mà cái đạo đức con người đến với con người của mình nó phải càng ngày càng sâu dày. Đừng có đem tình cảm mà nhẹ hơn là tiền bạc. Nhớ nha. Đừng đem tình cảm mà nhẹ hơn tiền bạc. Đừng đặt tình cảm mà nặng hơn đạo đức. Quý vị mà đặt tình cảm nặng hơn đạo đức là thua. Đem tiền bạc mà nặng hơn đạo đức là thua. Nhớ kỹ nha. Cái tiền bạc mình có thể kiếm được, nhưng mà cái tình người có khi mất rồi khó tìm lại lắm. Vì giữa con người với con người có duyên gặp nhau, nên khi mà giữa con người với con người mà chết rồi chúng ta đâu có tìm lại được đâu. Tiền chúng ta có thể kiếm được, nhưng mà đạo đức đã mất rồi khó tìm được lắm. Nên sống với nhau làm sao có một tấm lòng chân thật. Khi mình sống với người ta chân thật mình cũng cảm thấy bình an nữa. Ai gạt mình cái gì chứ, mình chân thật là mình cảm thấy mình bị được bình an rồi quý vị ơi. Mình bình an liền à. Nên sống một cái tấm lòng chân thật đi là đặc biệt nhất. Nên mỗi một con người mình nghe Phật pháp, những đức nói thí dụ như gia đình của mình ở nhà đi, người ta đi đám cưới cho gia đình con cái mình ghi lại cuốn sổ. Bắp bắp phi đi đám cưới nhà mình 20 ngàn, kỳ sau nhà bác Ba Phi cưới vợ cho con trai mình đi lại 30, mình ghi vô sổ đàng hoàng để kỳ sau mình đi lờ thêm cho người ta. Chứ bây giờ người ta đi 20 ngàn mà kỳ sau đi 10 ngàn, chắc người ta lấy tiền ta quýnh vô mặt mình luôn quá. Ôi trời, ông sống nhưng mà kỳ cục vậy. Đi cho gia đình ông 20 ngàn mà bao nhiêu năm nay mà đi lại 10 ngàn, chơi gì kỳ vậy ông? Đúng không? Đó. Nên cái đó là cái mình không chịu để ý. Thí dụ như mình sống với nhau vậy nè, những người mà cái thở khổ cơ hàng mà người ta sống với mình tới giờ, mình càng ngày càng phong phú, mình phải suy nghĩ cho người ta nhiều một chút. Vì người ta có công có quả, có trước có sau. Vậy thì những người cũ người ta mới gần bên cạnh mình. Mà những người cái thở cơ hàng người ta sống với mình á, mà khi mình mà đầy đủ á, mà mình lại chạy theo những người mới, người lạ không, thì cái người cũ đi hết. Mà người cũ mà đi hết rồi thì một ngày nào cái người mới này thành người cũ thì họ cũng hiểu mình, họ cũng đi nữa. Nên cả đời của mình toàn là sống với người mới không à. Đó là một cái lối sống thiếu tình cảm. Nên mắc người cũ mà toàn là người mơ. Nhớ nha quý vị, này quan trọng lắm á. Nên cái cảm nhận giữa con người với con người chúng ta phải lắng nghe, để rồi cảm nhận, để rồi mình cởi mở chia sẻ giúp nhau. Nên mình là một ông thầy, một vị chủ trì chùa, đừng bao giờ cho rằng bản thân mình đã cao rồi không có lắng nghe tiếng nói của trái tim người khác. Bản thân mình sai rồi đó quý vị ơi.
Đừng bao giờ cho mình thông minh chỉ cần nghe vài lời nói người khác là mình nói hiểu rồi. Chặn ngang, chặn đứng cái lời nói người khác, bậy quá. Mình bận gì dữ vậy? Nếu như một ngày nào chúng ta có nỗi buồn gì trong cái lòng tâm tư chúng ta, trong lòng mình, thì quý vị nghĩ đi, quý vị muốn cởi mở với người ta, không ai cho quý vị nói lên, làm sao quý vị cởi mở được đấy? Mình phải cho người ta thời gian để cho người ta nói những lời nói của trái tim người ta thổn thức, để cởi mở ra đi, để người ta được nhẹ nhàng tâm trí, để cái khí lực trong cơ thể phát triển được tốt đẹp. Hiểu chưa? Chứ bây giờ mình không cho người ta cởi mở tâm tư thì con người người ta ôm cái u uất nặng nề lâu ngày, giống như cái mìn nổ chậm, có ngày nó cái bùm một cái là banh xác. Phải nhớ kỹ rằng mỗi một con người ai cũng có trái tim. Mà trái tim con người thì nó dung chứa bao nhiêu loại, bao nhiêu thứ trong đó đó. Chúng ta nên cho họ mở trái tim họ ra, để cho những thứ nặng nề trong trái tim nó bay ra đi, để cho trái tim của họ nhẹ nhàng và sống những ngày tháng thoải mái. Cái này quan trọng lắm. Đừng bao giờ cho rằng mình là người tu nhiều chục năm, ai vừa nói ra một câu gì là hiểu rồi. Sợ mất thời gian của mình, không muốn nghe những lời mà gọi là thừa thải, bậy quá. Nếu như thật sự học Phật, những lời thừa thải cũng là Phật pháp. Mười mấy năm nay tôi nói thiệt, tôi học Phật là toàn học những lời thừa thải của mấy bà già. Bà gặp bà tâu này, tâu kia, tâu nọ mà tôi học được Phật pháp. Mà tôi chia sẻ Phật pháp mà bây giờ khắp nơi nơi người ta nghe là toàn những lời mà tôi nghe thừa thải không đó, mà thành ra Phật pháp đó. Còn có những người cho rằng kinh giáo, lời dạy của tổ sư mới là những thứ quý giá, biết rằng là quý giá. Nhưng bạn có biết đặt cái quý giá này vào tay con người chân quý không? Nếu như bạn đem những thứ quý giá này mà đặt không đúng người thì nó cũng trở thành vô ích. Thà bạn nói những lời phù hợp với họ, nó còn có ý nghĩa hơn. Nên mỗi một con người mình học Phật á, có những lời thừa thải nó cũng là một bài học của cuộc đời mình đó quý vị. Nên lắng nghe là vàng. Còn thiếu sự lắng nghe là điếc. Nhớ chưa? Khi bị lắng nghe thì lỗ tai quý vị nó không bị cứt rế, nó bít bằng nhĩ lại. Còn quý vị thiếu sự lắng nghe thì lỗ tai bị cứt rế cục cục, bít bằng nhĩ, không được nghe nên điếc. Nên mỗi một người mà mang một cái tâm lắng nghe là lỗ tai không có cứt rế. Những đức nói mạnh dạng vì câu là lỗ tai những đức ngộ là không có cứt rế. Không có cứt rế mà móc màng cùng cục quý vị. Ngày xưa cái những đức thiếu sự lắng nghe, lỗ tai cứt rế cùng cục cục cục, mà toàn là màng không bao phủ bằng nhĩ. Nhưng từ khi chịu lắng nghe là mấy cái cục cứt rế bay ra mất tiêu chứ. Đây là 100% luôn. Nên lắng nghe là vàng, không lắng nghe là điếc. Đừng bao giờ cho rằng chúng ta là người học Phật nhiều chục năm, chúng ta là người biết hết chuyện của thiên hạ. Bạn sai lầm rồi. Nhà bác học mà còn đêm nào cũng học. Đứa con nói: ba à, sao đêm nào ba cũng học nhiều thế, trong khi ba là nhà bác học mà ba học chi nhiều dữ vậy ba? Thì nhà bác học nói rằng: tao siêng học nên tao mới là nhà bác học. Hiểu chưa? Nên người ta càng siêng học thì người ta lại là nhà bác học. Nên mỗi một con người mình phải biết lắng nghe quý vị ô. Nhớ nghe. Nên mỗi một cương vị cao cỡ nào cũng nên lắng nghe đi. Nên tại sao ngày xưa có nhiều ông vua người ta đi khảo sát dân tình, người ta giả ra một người dân bình thường, vì người ta muốn nghe tiếng nói của người dân như thế nào để người ta lo lắng cho dân phù hợp.
Nên chúng ta là người trên đó, thương chúng đó, chúng ta phải đi sâu sắc đại chúng, gần gũi, coi họ đang nhu cầu sống cần như thế nào để đáp ứng phù hợp tương đối thôi. Triệt để thì không được, phù hợp tương đối, và dạy họ và nói cho họ nghe để họ hiểu. Vậy thì mình mới thương người ta thật sự tận đáy lòng. Phải nhớ kỹ. Nên cái đạo đức giữa con người với con người cực kỳ quan trọng quý vị à. Những điều những Đức chia sẻ đây, những Đức mong á, chúng chùa mình hay hàng Phật tử nghe được, nên đến với nhau giữa con người đến với con người nên có tấm lòng chân thật quý vị, nhiệt tình. Tiền bạc vật chất nó cũng quan trọng lắm, nhưng tiền bạc vật chất để nó làm sao sanh ra đạo đức làm người, chứ không phải là tiền bạc vật chất mà nó lọi mắt tình người đâu. Có những người mình có tiền có danh là làm lọi mắt tình người, nhưng nếu như mình biết dùng tiền thì nó có tình cảm nhiều lắm quý vị. Lấy tiền mà có được tình cảm, điều đó nên bỏ tiền ra để có tình cảm, mà có tình cảm mới càng có tiền. Nếu như mà có tiền mà tích trữ không thì tiền thành tai họa, tiền thành ác. Bản thân có người cầm tiền mà tích trữ tiền mà không xài, không lo cho người là tiền thành tiền ác. Phải nhớ kỹ nghe. Mà tiền ác là do cái tâm mình ác nên dùng tiền nó ác. Nó nên sống làm sao nó có tình có nghĩa. Nên những người mà sống lâu với mình, ở bên cạnh mình nên quan tâm và cho họ có một cương vị, để bản thân của họ được gần gũi mình nhiều hơn, để những người kế tiếp từ từ cũng sẽ được những cương vị như vậy. Thì bên cạnh mình có những người cốt cán để cùng với mình bên cạnh để xây dựng cái cuộc sống trong cuộc đời này. Còn nếu như tất cả những người cũ mà người ta đều bỏ mình hết là bản thân con người mình nhất định có vấn đề. Quý vị phải nhớ trong cái cuộc đời này ai sống cũng thích có danh và có lợi. Nên chúng ta muốn có danh có lợi, chúng ta phải biết bồi dưỡng, phải biết đem danh lợi để mà chia sẻ cho phù hợp. Thí dụ như bây giờ thầy nhận ăn đồ này kia trong chùa, lễ Dĩ Quan Âm hay dịp Tết hay lễ này lễ kia, những Đức đều nói thầy nhận ăn điện thoại cho ba, thầy nhận ăn cho bà con miền quê mình có đi, mình bao một chiếc xe cho người ta đi đi, bà con nào người ta muốn đi cho người ta đi. Dù cỡ nào thầy cũng ở đây tu nhiều năm vậy, những ăn những ngôn là cùng quê, nghe nói cũng bác cháu vậy mà, bà con gì đó cùng quê á. Thì bây giờ mình làm vậy thì bây giờ cỡ nào cỡ thì ba những ăn á, ổng rủ một số bà con đi thì cũng là nói con tôi với ông bác con chú vậy đó, thì vô chùa tu. Mà bây giờ mới có cái lọc ăn huệ vậy của nhà chùa, cái đó cũng là cái nghĩ cho người ta. Mình không phải đưa tiền cho người ta mà mình làm điều đó với người ta. Còn các chú, các cô ban phục vụ trong chùa, khi cha mẹ người ta đến thăm, mình hãy xem đây là nhà mình đi, xem những Đức là người thân đi. Mình nhìn, mình quan sát là mình biết mẹ cha mình giàu nghèo mình biết liền à. Mình chỉ cần nhìn là mình biết họ làm sao rồi. Mình lỡ mình nói dạ thưa thầy, con sống ở đây thì coi chùa này như nhà con vậy thầy à, coi thầy như người thân vậy đó. Nên con thấy cha mẹ con khó khăn, có dịp lâu lâu lên thăm, thầy có thể gửi cho họ chút tiền xe cho họ về, vì con nghĩ thầy là người thân của con. Con mới nói điều đó. Đó là một cái tình cảm ăn tình mà con người ta phục vụ ở trong chùa, không có lãnh lương gì hết. Mình phải nghĩ cái điều đó đến với người ta, để bản thân người ta cảm giác rằng cái tình cảm con người với con người ở đây sống đặc biệt. Mình mà sống vậy thì nó có tình cảm liền. Cũng như mà những quan bên kia anh em coi chúng trong chùa ở phương xa vậy, những Đức nói rằng nếu như ở quê bà con mình có những người già cả xa xôi vậy, đâu phải dễ đi vô chùa đâu. Khi cả đời những Đức nhớ cha mẹ, những Đức chưa từng bao giờ được đi đâu ra khỏi căn nhà. Nói tóm lại cũng muốn đi mà do nghèo quá không có tiền xe. Thật sự vì nói tiền xe mà 700-800 ngàn đi, còn ăn uống nữa, trời không dễ đó vị ơi. Mình đây mình xài tiền trong chùa đông đúc mình xài quen, chứ ngoài ra mà ngoài đời cá nhân khó lắm quý vị à. Làm ra có tiền thì xài, chứ mà dư tiền thì hiếm lắm. Nên mình nghĩ cho người ta, nghĩ cho anh em, người ta lo việc cho Tam Bảo cực lực nhiệt tình như vậy, gia đình người ta biết Phật Pháp được mình mừng giùm cho người ta, đó là ăn huệ.
Rồi bà con làng xóm cũng hưởng cái ăn huệ từ ông thầy này vô chùa tu, mà thuê chiếc xe cho bà con được đi đến chùa dự lễ với Quan Âm. Dù cho 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, nó là một con số của cái đồng tiền, nhưng đồng tiền nó chuyển xoay. Bữa nay tay mình, ngày mai tay người khác, thì bữa nay mình cầm trong tay mình có quyền mình điều chỉnh nó. Mình đã có quyền điều chỉnh nó thì một ngày nào tiền nó cũng quay lại với mình nè. Lấy tiền để đổi qua đạo đức làm người, giữa con người đến với con người, đây là cái quan trọng lắm. Nên các thầy các cô đều sống những đức với các cụ, coi mình như gia đình nhau đi. Còn các cụ làm cha làm mẹ người ta rồi, chuyện này mình không có dính dáng. Tại mình làm cha làm mẹ của con cái có trách nhiệm nuôi mình. Nhưng bây giờ mình lại đi vô chùa, mình có duyên gì thì con cái vô thăm mình nó phải tự lo, chứ không phải cha mẹ mà đi lo cho con nữa. Còn làm con ở đây nè, mà phục vụ Tam Bảo nè, cha mẹ mình vô chùa mình phải nghĩ đến cha mẹ. Có những khi cha mẹ của các chú vô chùa, những đức nói nè, cầm 1 triệu 2 triệu dẫn cha mẹ ra đó mua cho cha mẹ 1 cái bộ đồ lam, để cho con người ta làm điều đó với cha mẹ người ta. Đó là cái ăn tình, cái tình người đến với con người. Mình phải nghĩ sâu sắc vậy đó quý vị à. Nên những đức nói cho những người mình đi tu từ khi còn nhỏ, nhớ kỹ, phải mở rộng cái kiếp sống nhân sinh ra. Đừng nên áp mình vào một số văn tự trong kinh giáo rồi chấp cứng nặng nề mà không mở rộng lối sống. Thì bản thân quý vị dù có học Phật nhiều chục năm, nhưng cách cư xử quý vị nó vẫn tệ. Những đức nói thiệt đó. Tại vì những đức là người lang bạc ở xã hội cuộc đời, nên kiếm tìm chén cơm manh áo khó khăn. Nên những đức nghĩ bây giờ những đức có cơm có áo, những đức mong chia cho người khác. Những đức không muốn người ta khổ như những đức ngày xưa đi tìm kiếm chén cơm manh áo. Ví dụ như một cái bánh mình ăn ngon, mình nghĩ người dưới tay mình có ăn không? Xin thưa quý vị, một trái nho những đức ăn được cái, những đức nói không biết các cụ có ăn không. Nghĩ vậy đó, nghĩ anh em có ăn không. Tự nhiên mình đem mình cho người ta ăn là bản thân mình thấy vui. Như hôm qua gia đình của Kim Tho, hoa hậu Kim Tho đến, người chồng mua một số nho, nho xanh trái to to cũng ngon. Những đức bước ở sau bếp thấy, những đức kêu đem ra chia cho các cụ, người vài trái ăn hết đi. Khi chia qua quận mà dư tiếp tục chia thêm nữa cho hết đi, xong cúng dường cho Phật sống. Thấy không? Đó. Nên những điều như đức chia sẻ đây này, chúng trong chùa phải nhận thức được cái nhân cách đạo đức làm người, con người đến với con người nha quý vị. Buổi Phật pháp nào mà nói chuyện cũng vui chứ. Có những buổi Phật pháp mình phải lắng động lại một chút để bản thân mình nhận thức. Hôm qua như đức chia sẻ bên kia cười mà muốn lộn ruột, thì bữa nay ở bên đây thì toàn là người công phu cao không mà. Cái sức an định của họ nó sâu dày, nên mình nói chuyện nó cũng phải từ từ, chậm chạp từng câu. Tại vì họ định thì mình phải định. Thấy không? Nó nhìn xuống bị thấy không, ai cũng thẳng lưng, cặp mắt chớp chớp như sao đêm. Nè, cô nào ngồi cũng quay phong lẫm liệt như bậc trượng phu. Nên từ nơi đó mà như Liên Đình mà người ta vô chùa người ta tu, mà bây giờ nhìn Liên Đình kìa, nó độ cả ba mẹ nó. Có lần mà ba mẹ Liên Đình mà vô chùa, mà vừa tới cổng chùa thôi, vì mà nó gánh ba mẹ nó vô trong phòng đăng ký. Cỡ nào chưa? Tại ba mẹ nó quá nhỏ con, mà sanh Liên Đình nó bự quá trời bự. Nhỏ giờ mới có 8 mấy ký à. Thì ba mẹ mới vừa đến cổng chùa, nó nói ba mẹ vịn 2 cái tay con đi vô. Vậy mà ba nó đứng lên tay, mẹ đứng lên tay, mà nó xách ba mẹ vô phòng đăng ký. Đăng ký cho ba mẹ nó ở chùa. Vì thấy kinh khủng chưa? Nó thấy không, mà tính ra cũng 6-7 năm trong chùa nghe không. Những đình quý vị coi, 6-7 năm đâu có gì nhà gì đâu, trong chùa không. Có những cô như đây à, Liên Nhẫn đồ, mà bây giờ từ từ cũng ở chùa quen. Liên Diệu mà 8-9 năm ở trong chùa không gì nhà. Nhiều cô đều Liên Nguyệt đồ, Liên Bạch đồ,
nó liên nhang đồ, liên minh đồ, liên xa đồ, đa phần là ở trong chùa thời gian cực kỳ lâu mà chưa từng bao giờ đi về nhà. Quý vị thấy không, cái cảm giác mà ta ở một chỗ mà ta được gì, quý vị biết cái niềm vui này của người ta lớn cỡ nào chưa? Đó, vui ta mới ở vậy chứ. Gặp mà người trên mà không biết săn sóc, lo lắng cho người ta dễ gì mà ta ở trong chùa vậy quý vị? Bỏ bê người ta rơi rớt là dễ gì mà ta ở trong chùa được gì? Nên những đức nói một cái ngôi chùa chuyên tu mà muốn chúng được thành tựu nghe quý vị. Những đức nói những người ai đủ duyên nghe được rút kinh nghiệm, ngôi chùa đó đừng bao giờ cho chúng tăng nhận chay tăng. Chúng ni nhận chay tăng đừng có cho nhận. Mình hãy lo cho người ta chu đáo đi, đừng có cho người ta nhận cái này. Khi mình lo cho người ta chu đáo mà người ta không có tiền á, thì người ta mới có đạo và người ta tu được ổn định. Còn ở trong chùa mà người thường trụ mà họ có tiền là họ sẽ đi lang thang à. Họ xài điện thoại, họ đi chỗ này đi chỗ kia, và họ đi về nhà thường xuyên, lâu ngày mắc đạo tâm. Đó. Giống như đây mà những ăn mà có đi về nhà đâu, mà có một cái ông tu ở trên chùa trên kia trên cũng quê với những ăn, ông về nhà hoài vậy đó. Mà ở dưới quê có ông Nhượng ăn này, ông ta nói: ủa sao mà tôi thấy ông Nhượng ăn không có về nhà chứ, mà sao mà ông về hoài vậy? Ông nói: tôi nói cho bà biết, ông Nhượng ăn không có tiền. Còn tôi có tiền, tôi có tiền thì tôi có quyền đi đâu thì đi kệ tôi. Cuối cùng không ở trong chùa được, đi ra ngoài thuê nhà trọ ở luôn. Đúng rồi, ông có tiền nên ông có quyền ra nhà trọ ở luôn. Thấy chưa? Rõ ràng chưa? Nên mấy anh em á, đâu có tiền nên mấy anh em ở trong chùa làm tăng bảo. Rõ ràng chưa? Thấy ý nghĩa chưa? Đó, nên những cái chia sẻ đoạn này á, nếu ai là thật sự nuôi chúng mà muốn chúng của mình có sự tu hành được ổn định trong chùa, thì riêng chúng trong chùa mình nên lo cho đầy đủ, đừng cho người ta nhận chay tăng. Thì chắc chắn quý vị biết quý vị sẽ duy trì đạo tâm cho người đó được. Vì họ không có tiền, họ không muốn đi đâu được hết. Mà không đi đâu lâu ngày họ quen, họ quen rồi họ an lạc, an định rồi họ không muốn đi đâu luôn. Thì tức khắc chúng chùa này là cái gốc của ngôi Tam Bảo. Chắc chắn quý vị luôn á. Đây là kinh nghiệm mà. Đó, nên quý vị nên suy nghĩ chỗ này mà quan tâm chăm sóc người ta từng chút đi. Như anh em sống cùng trong chùa, sống gì mà không có tình cảm sao được. Ví dụ những đức nằm tấm niệm sao thì những đức mua tấm niệm cho các anh em nằm gì? Ban phục vụ mà. Phải bồi dưỡng cái ban phục vụ này để họ phục vụ người ta. Đó, một cái gói, một cái mền, nhưng mà đó là tình người đến với nhau. Nên những đức muốn nêu chỗ này lên cho người trên nên quan tâm cho người dưới mình chút xíu. Quan tâm họ một chút. Nó giống như có bà cụ này, bà ở trong chùa, bà từng ở trong chùa, bà mua cái cốc bà ở, xong sau này nhà chùa muốn xây chùa là ủi cái cốc bà mất tiêu. Khi ủi cái cốc bà xong bà đau lòng ghê. Bà kể như đức nghe, đồ đạc chưa dọn xong chứ ủi banh chành cái cốc đó chứ. Bà nhìn mà bà đứt từng đoạn ruột, bà nói gì của cải mà quý vị ủi nhà người ta. Sau này cho bà ở nhà có một cái phòng nhỏ nhỏ, nhưng mà bà ở không có được như cái cốc của bà. Thì bà xin thầy chủ trì chút đỉnh tiền để bà mua một cái phòng bên ngoài bà ở. Thầy chủ trì nói không có tiền, không có tiền. Nên những đức nói rằng mình nên xem lại cái cách sống của mình. Vì sao? Một cái lối sống của mình mà để cho người khác nhìn mình, chứ không phải là tiền là quan trọng đâu. Hãy sống làm sao cho người khác nhìn mình. Nên những đức nói rằng đa phần ở trong chùa mình sống không có ai mà mang tâm thương hẳn hết chứ. Trong chùa này không có ai sống với những đức mà thương hẳn hết chứ. Thì biết có những người sống với nhau thương mà hẳn đó, có không? Có đó. Họ rất thương mình, họ rất quý mình, nhưng họ rất hẳn mình. Vì cái tình cảm mình đến với họ quá tệ, nên họ thương mình, họ ở với mình, nhưng họ lại hẳn mình. Nên những đức khuyên quý vị đừng nên sống mang cái tấm lòng đó.
Mục tiêu mình tu hành là giải thoát, tính vào phước duyên của mình, tính vào nghiệp lực của mình. Mỗi người phước duyên sao người ta hưởng được gì? Mình đừng bao giờ phân bì để bản thân của mình thương mà lại lọt cái hận vào. Thương với hận mà đi đôi thì bị khổ tâm đó quý vị ơi. Mình thương một người đó mà mình lại hận người đó, nó làm mình đau nhói cả con tim. Có giỡn đâu quý vị. Mà bà cô đó bà già bà lớn tuổi rồi, mà bà thương bà quý ông thầy đó, đừng có nói nữa, mà bà lại hận thầy đó vì đối xử với bà như vậy. Ghê chưa? Đó là cái mà để cho miệng đời người ta kêu riêu. Hãy xem lại, hãy xem lại đó. Nếu mà mình sống vậy thì tệ quá. Mình đã làm điều đó với người ta thì khi mình xây nhà cửa dù cỡ nào, người này phải vô đây ở một cái phòng để cho miệng đời đừng nói tôi, vì tôi đã từng hứa với cô như vậy. Đó mới là cái lối sống cực kỳ khéo léo, cái đạo đức làm người. Nhớ kỹ nghe quý vị. Còn năm xưa những đứa biết một cái bà này, bà vô chùa bà mua một cái cốc, còn tiền nhiêu bà cúng trong chùa hết trơn. Sau này ủi cái cốc bà sạch nhách luôn. Cuối cùng bà ra ngoài, những đứa nghe Phật tử nói bà bây giờ đi xin tiền người ta để sống, ăn uống và trả tiền phòng trọ. Cái này nên người bên cạnh nên nói cho cái người trên nghe. Mình sống như vậy thì cả xung quanh con người sẽ cười chê và chửi sau lưng, tội lỗi dữ lắm. Cắt được cái nhà, có một cái phòng cho người ta ở. Tại vì người ta từng đã mua cái cốc trong chùa, nhưng đa phần mua của trong chùa là không có giấy tờ. Nên khi mua rồi thì cái quyền của chủ trì người ta quyết định sao người ta quyết. Đâu có pháp luật nào giải quyết được cái việc đó. Vì người ta mua tính vào tình người thôi. Nếu người ta quên tình người thì bạn lãnh đủ cái chuyện này. Tại vì bạn mua đồ trong chùa, đâu có giấy tờ gì mà sổ đỏ cho bạn đâu. Khi bạn xài, bạn đi, bạn để lại cho người ta. Hoặc là người ta muốn sử dụng sao, người ta đưa bạn đi đâu, người ta đưa đi đó à. Nên những đức nói quý vị, bị đi vô chùa dù chặt chội, quý vị hãy nằm chặt chội như người ta. Quý vị mới là người tu đặc biệt. Đừng có bỏ số tiền mà dính cái phòng. Còn nếu bỏ tiền ra mà quên cái phòng mà lo tu thì cũng được. Còn nếu như bỏ tiền ra mà dính cái phòng là coi chừng là ma giữ phòng nữa. Nhớ kỹ đó nghe. Cái này là tôi đi tu mười mấy năm, tôi kinh nghiệm dữ lắm. Nên chia sẻ cho Phật tử và những người tu hành, nên đừng bao giờ cho rằng tôi bận bịu mà một số điều bản thân mình lầm lỗi mà để cho miệng đời kêu riêu. Nhất là những đức nghe câu chuyện cái bà đó năm xưa, chính bản thân những đức là người sắp xếp ngày xưa. Và khi tôi đi rồi thì tôi không có trách nhiệm đó nữa. Là chính người ta vô chùa mua một cái cốc mà cuối cùng ủi sạch nhách cốc của người ta. Bây giờ để người ta đi lang thang ngoài đường đi xin ăn. Vì mà người trong chùa không xem xét điều này. Đây là một cái điều cực kỳ lỗi lầm. Mà ngày xưa cũng từng đưa cái buổi bà đó lên làm Phật Pháp Nhiệm Màu. Mà bà đứng bà nói chuyện. Bà nói bà là người mẹ Việt Nam anh hùng. Chính tôi thấy rõ ràng. Là ngày xưa bà đó tôi xử lý sắp xếp. Nên từ nơi đó cái đạo đức làm người. Nên những đức nói người lâu người mau mình phải ghi tên ra. Đây là những công cán từng với mình đồng hành như thế nào thế nào. Dù có tội lỗi cỡ nào cũng phải khoan dung tha thứ. Vì sao? Vì họ có công cán với mình quá lớn. Đừng nên phủi bỏ họ. Vì họ có công với mình quá lớn. Có tội nặng gì cũng phải khoan hồng cho họ. Đó là để cho người sau tiếp nối bước theo con đường của họ. Vì đến với người này không đến nỗi mà bị xử giảm. Hiểu không? Cỡ nào cũng có tình người. Nhớ nha quý vị. Ví dụ như bây giờ chùa chiền này, anh em từng ở trong chùa, anh em từng ở trong chùa, mà ở trong chùa mà đi ra khỏi chùa, lâu lâu trở về chùa vẫn là được ở trong chùa chơi vài ba ngày chứ. Tại vì cỡ nào thì người ta cũng tu hành. Mình đừng bao giờ sợ người ta vô đây người ta rủ ren người trong chùa đi. Nếu như mình là người đặc biệt thương yêu chúng, chúng theo mình thì không ai rủ được chúng đâu. Còn ai bỏ mình thì chuyện này mình giữ làm chi. Người ta nói giữ người ở lại chứ không ai giữ người ra đi bao giờ. Nên mình chỉ cần nhiệt tình thương yêu lo lắng cho người ta toàn tặng đáy lòng. Ai bỏ mình thì kể như hết duyên chia tay, đâu có gì phải sợ. Hiểu không quý vị? Tại vì bản thân mình không lo lắng cho người ta nhiệt tình chu đáo. Nên mình cứ sợ người ta đi đến chùa mình rủ rê người trong chùa đi. Chùa này bao la đó, ai đến rủ đi. Rủ họ không đi mà họ còn bắt quý vị nữa. Cho quý vị biết đó.
Tại vì họ bên cạnh những đức, họ sống được những hoàn cảnh bình yên, những đức lo lắng cho họ đàng hoàng, giữa những đức với họ cùng một thể, làm sao ai rủ rê họ được, ai dám nói này nói kia lãng hoạn. Nên người trong chùa này những đức lo gì mà ai bên cạnh họ mà nói những đức cái này cái kia mà họ ùa theo là cái như họ hết xài. Tại vì sao họ hết xài rồi? Tại vì sao mình sống đây mình không hiểu nữa thôi. Người trên quanh năm suốt tháng có đi đâu không? Những đức chưa từng đi đâu mà bỏ chúng, chỉ có qua chùa kia quay về đây thôi. Lo toàn lo trong chùa, chưa từng đi chơi đâu, chưa từng một chương trình nào mà xa chùa. Cái điều đó chúng trong chùa đều thấy rõ ràng hết. Những đức mong những cái đoạn chia sẻ mà nhân cách làm người và danh lợi chúng ta nghiêng bên nào. Quý vị ơi, chúng ta nên nghiêng về nhân cách làm người đi quý vị. Kết luận là gì? Nghiêng vào nhân cách làm người. Nhớ nghe, chân thật nghiêng vào nhân cách làm người đi thì sẽ có danh và có lợi. Nhớ nghe. Nên câu nói người xưa nói hay, hùm chết để da, người ta chết thì để lại trái tim. Quý vị coi á, cái vị nào xuất gia mà tự thiêu để lại trái tim? Bồ Tát Thích Quảng Đức. Đó, Đức nói có nguồn gốc. Hùm chết để da, người ta chết để lại trái tim. Hiểu chưa? Tiền bạc vật chất không cầm theo được đâu quý vị. Ô, tiền bạc nhiều quá rồi phong phát cho người ta sống đi. Đó mới khôn đó, cực kỳ khôn đó. Nó tiền bạc nhiều quá phong phát cho người ta sống mới đi. Nó nên chùa này quý vị quay phim bị coi xuống nhìn gương mặt ai cũng đẹp. Mấy bà già mà nhìn như gái 18. Bị nghe như Đức kể câu chuyện mà bị hỏi bà già mà 70 mấy tuổi không? Bà già 70 mấy tuổi mà ông Mỹ ông vô ông thăm cái khu đó. Mà bà già bà đang ngồi trên cái ghế bà niệm Phật, mà ông Mỹ bà, ông vô thăm xong, ông bước ra ông gặp những Đức. Ông nói cho tôi hỏi ở đây ai quản lý? Những Đức nói tôi ở đây quản lý ở đây, có gì không? Ông nói rằng là tôi năm nay cũng 70 mấy rồi, nhưng mà tôi sống bên Mỹ tôi cô đơn lắm. Tôi đi vô đây là tôi thấy có một người phụ nữ rất là xinh đẹp. Tôi định nếu được thì tôi nên rước cái người đấy về nước ngoài luôn, để tuổi già hữu hỷ bên nhau. Rồi xong rồi Như Đức hỏi ông vô đây ông nhìn thấy bà nào? Cái ông chỉ cái bà đó, mà bà đó 70 mấy tuổi, bà ngồi xe lăn mà hai cái chân có tật, mà do bà niệm Phật cái mặt sáng sủa. Rồi xong á, Những Đức mới nói rằng là thì bây giờ nếu mà vậy để Những Đức hỏi bà coi. Rồi xong á, Những Đức hỏi cụ cụ bây giờ có ông Mỹ ông kết bà, mà ông định rước bà về nước ngoài để hữu hỷ sống tuổi già. Rồi xong bà miếu mó bà nói rằng nỡ lòng nào thầy đem già gả cho thằng Mỹ. Rồi xong Những Đức nói với bà là Những Đức hỏi ông Mỹ rồi, rồi nếu mà cưới bà thì có tiền hậu tạ gì không? Thì ông Mỹ ông nói là cứ thì ông cúng dường là 20.000 đô. Thôi bà cố gắng và hy sinh cái tuổi già bà đi. Những Đức cũng có được 20.000 đô. Thời điểm này Những Đức cũng đang khó khăn quá, nhiều việc phải lo quá, bà hy sinh chút được không? Bà nói nỡ lòng nào thế thầy ơi, những ngày tháng già ở đây rất là bình yên, thầy đừng đem già đưa cho thằng Mỹ. Thằng Mỹ đó tướng ghê gớm lắm thầy ơi. Trời ơi, thấy chưa, lớn tuổi mà ngồi xe lăn mà Mỹ vô mà nó kết, thì bị biết mấy bà già mà tu bà đẹp cỡ nào chưa. Gọi là cái nét đẹp của các cụ mình là qua nhường nguyệt thẹn. Bà cụ trong chùa mình ngồi xe lăn mà đẩy ngang một vườn hoa mà hoa héo,
Mặt Trăng vừa gọi xuống mà thấy bà cụ bước ra là lặn vô mây. Nét đẹp kinh khủng chưa? Chim trên cành vừa định hót, gặp bà cụ không dám hót. Cá mà định lội lên gặp bà cụ lặn xuống luôn. Quá nhiều nguyệt thẹn mà. Thì quý vị biết mấy bà cụ trong chùa mình bà đẹp cỡ nào chưa? Mấy chú lấy mấy phim cứ gọi bà cụ. Nên từ nơi đó mà cái này là cái đặc biệt nha. Quý vị thấy chia sẻ vậy mà vui ngay vì nên mong cái tình người mình sống với nhau gì ở cõi đời này, nhưng mà một ngày nào chúng ta cũng xa nhau thôi, vì ai cũng chết ha. Buổi tiệc nào ở thế gian này có vui cỡ nào thì một ngày nào cũng tàn thôi. Thôi giờ chúng ta quyết chí đời này mình phải siêng năng niệm Phật để mình về cực lạc, để buổi tiệc mình không tàn nha quý vị. Hay giờ đầu rồi. Rồi chúng ta đọc 12 lời đại nguyện, phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc quý vị ơi. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác.
Mỗi người chúng ta nên phát nguyện, tín nguyện niệm Phật cả đời. Dù gặp trở ngại gì, chúng ta cũng quyết chí niệm Phật. Để quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc, quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Thẳng chân so chân chút đi, việc.